Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay lại kênh Gấm Nguyễn chuyên hàng gia dụng Nhật Bản nha. Thì hôm nay em sẽ lên một clip là bếp từ đơn và bếp từ đôi hàng nội địa Nhật cho các anh chị. Và các anh chị lưu ý là dòng điện này là điện 100 đến 110W hết ha. Thì ở đây thì nó cũng nói là hàng nội địa Nhật nhưng mà vẫn có một số đời mới sau này nó có để máy in China nha các anh chị. China là hàng China nó xuất qua thị trường Nhật ha. Thì cái nào China thì em sẽ thông báo từng sản phẩm nha các anh chị. Anh chị nào thích sản phẩm bên em thì cứ đăng ký kênh và bấm chuông để mình cập nhật những cái video mới nhất nha. Lưu ý là em hay nhắc đi nhắc lại là đây là đề hàng nội địa Nhật cho nên điện nó là 100 đến 110W nha các anh chị. Mình phải sử dụng qua cục biến đổi nguồn nha. Và hình thức chốt đơn bên em thì các anh chị cứ gọi theo số điện thoại ở phần tiêu đề để mình chốt đơn nha. Để hoặc là kết bạn Zalo để em gửi lại cái hình ảnh xác nhận qua cho các anh chị mình xem lại nha. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là hình thức thanh toán bên em thì các anh chị chuyển khoản 100% thì em sẽ miễn phí ship nha, với điều kiện là đơn trên 500k nha các anh chị, hoặc là anh chị cọc cho em thì em mới đi hàng nha các anh chị. Đó là những cái quy cách làm việc bên em nha. Rồi bây giờ đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cái bếp từ đôi này. Thì đây là hàng đã qua sử dụng nha anh chị, nên cái nào có trầy xước, cái nào đẹp mới như thế nào thì em sẽ quay kỹ chi tiết để mọi người xem, mà thấy thích hợp thì mình mua ha. Ở đây thì cái bếp từ đôi này hiệu của thương hiệu của nó là Iris Oyama nha các anh chị. Đây cái mặt của nó đây ha, hiệu Iris Oyama đây nè. Đó, hai bếp, một bếp lớn và một bếp nhỏ nha các anh chị. Ở đây thì nó là màn hình cảm ứng ha, mình nhấn những nút này thì nó sẽ cảm ứng nha các anh chị. Đây, mình chỉ vừa nhấn nhẹ vô như thế này thì nó sẽ hoạt động ha. Bếp này thì mình nhấn bên khu vực bên đây, còn bếp bên đây thì mình dưới đây nó có khu vực của nó nha các anh chị. Cái này thì cái mặt nó có chạy xước nhẹ ha. Đây, em sẽ quay mặt sau cho các anh chị xem nha. Em này là công suất của nó là 1400W, điện 100W nha. Và cái nhiệt độ cao nhất của nó là 184 độ C nha các anh chị. Thì ở đây em thấy nó để là đát là 2013 và nó có để là mắc in China nha các anh chị. Thì tất cả những đời sau này đa số nó đều là hàng China nha các anh chị. China xuất qua thị trường Nhật ha. Đó, cái mặt sau thì rất là đẹp nha. Ở đây thì khi mà anh chị chốt hàng thì em sẽ test lại ha. Em test lại từng cái cho các anh chị mình xem trước khi em ship đi cho các anh chị. Và cái này ở mặt trên đây thì nó vẫn có một vài điểm trầy xước ha. Nó có trầy xước nhưng mà ít nha các anh chị. Cho nên là cái này thì em cũng sale với giá là 1 triệu 9 ha. Mã số 1 nha các anh chị. 1 triệu 9 mã số 1 nha. Đó, em soi cho các anh chị mình xem vậy ha. 1 triệu 9 cho em nè. Ở đây là cái nút mở nguồn của nó nha các anh chị. Rồi mã số 1 cho em cái bếp này ha. Rồi tiếp theo em này là cái bếp 3 nha các anh chị. Em này là cái bếp 3 bếp nha. Nó có 3 bếp như thế này. Một bếp lớn nè, hai bếp nhỏ ha. Đây, cái này thì thương hiệu của nó cũng là Iris Oyama nha các anh chị. Nó nằm trên đây nè. Đây em quay cái mặt cho các anh chị mình xem ha. Thì cái mặt bếp này nó vẫn có một chạy xước nha các anh chị. Nó vẫn có chạy xước ha. Đây em xoay ngang vậy để cho các anh chị mình xem cho nó dễ ha. Cái mặt thì nó có chạy xước ha, cho nên là cái này em cũng sẽ sale cho các anh chị ha. Ba bếp ở đây hoạt động, ba bếp ok hết nha các anh chị. Đây mặt sau của nó đây nha. Em này công suất của nó cũng là 1400, điện 100 nha. Và đát của nó là 2013, máy in China nha. Những em này đa số nó là hàng China không nha các anh chị. Hàng China xuất Nhật nha, công nghệ của Nhật luôn nhưng mà China sản xuất thôi ha. Rồi. Cái bếp này do cái mặt trên nó có chạy nha. Mặt trên nó có chạy nè. Đó. Nó chỉ trầy thôi chứ hoạt động đồ bình thường không ảnh hưởng gì hết nha các anh chị. Và cái bếp này thì nó nè, nó cũng có
ba cái khu vực để mà nó để điều chỉnh ba bếp ha. Bếp này thì nó nằm đây nè, bếp này nó nằm đây ha, và cái bếp này thì nó bếp nhỏ trên đây là nó hoạt động nút bên đây nè. Mỗi cái bếp là cái nút điều chỉnh nó khác nhau hết ha. Đó, cái bếp này em bán 2,4 triệu nhưng mà số 2 cho em nha các anh chị, để em đo kích thước. 2,4 triệu mã số 2 cho em nha, để em đo bề ngang cho các anh chị mình xem ha. Bề ngang của nó là 56 nha, và bề rộng là 45. Bề ngang 56, bề rộng là 45 nha các anh chị. Em này 2,4 triệu mã số 2 cho em nha. Em có báo là mặt trên nó có trầy xước nhẹ ha, với lại người ta sử dụng lửa nó hay có hai cái dạ màu như thế này nè. Đó. Rồi, 2,4 triệu mã số 2 cho em nè. Đưa mã số 3 cho em. Rồi, tiếp theo em này là mã số 3 nha các anh chị. Em này mã số 3 là cái bàn nút của nó nhấn như thế này nè các anh chị. Nút nhấn vậy nè nha. Cái này là nút nhấn, và ngay cái điểm nút nhấn thì nó có cái lớp nhựa các anh chị. Lớp nhựa nó bọc lên đây nè, nó bị tróc á. Nó bị tróc cái miếng nhựa để mà mình ụp lên đây nè, nó bị tróc như thế này ha. Rồi cái này em sale rẻ cho các anh chị nha. Thì nó vẫn hoạt động bình thường. Nó bị cái đó, với lại nó bị ngay đây điểm nè, nó bị nứt nhẹ ngay đây, về anh chị dán lại nha. Đó, nó vẫn hoạt động bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ bị tróc nhẹ ngay đây, với lại nó bị nứt nhẹ ngay cái gốc ha. Cái này cũng là hiệu Iris Oyama nha các anh chị. Nè, thương hiệu nằm đây ha. Em này công suất cũng là 1400, điện 100 ha. Đát 20, em này vậy mà đát cao nha. Em này đát 2018 nha các anh chị. Và hàng cũng là máy em China ha. Mặt sau thì siêu đẹp. Có mặt trước nó bị mặt trước ở trên đây thì nó cũng đẹp nha. Nó chỉ bị cái bàn phím thôi, với lại nó nứt nhẹ bên góc ha. Và cái bếp này em sale 1,4 triệu nha, mã số 3 nha các anh chị. 1,4 triệu bếp này cho em mã số 3 nha. Để em đo kích thước. 1,4 triệu mã số 3 cái bếp này nè. Cái này rộng nó 56, dài 56 nè các anh chị. Dài 56 và rộng của nó là 40 nha. Rồi 1,4 triệu mã số 3 cho em nè. Tiếp theo em này là mã số 4, cũng là hai bếp, cũng là hiệu thương hiệu Iris Oyama luôn nha các anh chị. Đây nút nhấn của nó đây. Cái bếp này thì cái hai cái mặt này nó có trầy xước nhiều nè, hai cái mặt này nó có trầy xước nè. Đó, mình soi mình nhìn kỹ thì mình mới thấy nha các anh chị. Đó, hai cái mặt bếp nó có trầy như vậy ha, nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường nha. Bàn phím cảm ứng nha các anh chị, ở đây thì nó cũng nút nhấn giống như những cái kia hết ha. Mình chỉ cần chạm nhẹ vô như thế này thì nó sẽ hoạt động nha. Em này công suất là 1400, điện 100 nha. Em này đát 2013, cũng là hàng made in China hết nha các anh chị. Em này thì em bán do cái mặt ở trên nó có trầy, do hai mặt này nó có trầy thì em sẽ sale nè. Em sale 1,8 triệu cái bếp này cho em ha, mã số 4 nha các anh chị. 1,8 triệu mã số 4 cho em ha. Nó chỉ trầy mặt thôi, còn xung quanh cái viền nó còn rất là đẹp, không bị lỗi, không bị mẻ gì hết nha các anh chị. Viền này nè. Rồi 1,8 triệu mã số 4 cho em nè. Tiếp theo em này là mã số 5 nha các anh chị. Em này cái thương hiệu nó là Yamagen nha. Và em này là hai bếp lớn nè, hai bếp giống nhau hết ha. Thì ở đây nó có một cái lỗi là cái viền nó mạ inox như thế này nè các anh chị. Đó, nó mạ inox lớp này thì nó bị tróc cái lớp trắng á. Nè, giống như nó bị tróc như thế này ha. Cái này giống như là nó bạ mạ một lớp mỏng, giống như là một lớp bạc mỏng ở đây nè. Mình xài lâu ngày thì nó sẽ bong tróc lên ha. Nó còn lớp nhựa nó bên trong nè. Nếu mình không thích màu trắng này, mình có thể mình chà nó ra cái lớp màu trắng nó thành lớp màu đen ha. Hoặc có thể là mình sẽ phủ thêm một cái lớp trắng lại giống vậy để cho nó đẹp lên ha. Về giống như mình về mình vệ sinh mình làm đẹp lại. Còn ngoài ra thì mọi chức năng đều hoạt động ok hết ha. Hai bếp lớn ha. Đây, những cái nút phím cảm ứng của nó cũng nằm ở đây hai bên ha. Và nó có hiển thị cái đèn ở đây ha, hiển thị số. Em này công suất của nó là 1400 nha. Và đá 2013.
Em này cũng là hàng Made in China đây nè các anh chị. Đó, đa số những em này là China xuất nhiều nha các anh chị. Em này thì cái mặt của nó rất là đẹp, không bị lỗi gì hết, hai bên rất là đẹp luôn, nó chỉ lỗi cái viền dưới đây ha. Và cái này em cũng sale với giá là 2,4 triệu mã số 5 nha các anh chị. 2,4 triệu cái bếp này cho em mã số 5 nha. Rồi tiếp theo em này là mã số 6, em này cũng là hiệu Iris Oyama luôn ha, phím cảm ứng nha các anh chị. Em này thì nó có hiển thị giọng nói nha các anh chị, khi mình nhấn nút hoạt động thì nó sẽ có giọng nói của người nữ Việt nha, người nữ Nhật chứ quên nữa. Ở đây thì nó cũng bàn phím cũng giống nhau nha các anh chị, những cái này thì công dụng nó giống nhau, một bếp lớn một bếp nhỏ như thế này ha. Cái này cái mặt nó không có trầy, nhưng mà cái mặt nó hay bị, nó cái mặt nó bị giống như người ta xài lửa nóng đó. Nó có gì cái này bị gì ta, nám nám xanh xanh đỏ đỏ vậy, là bị gì giống như bị ố ố thủy tinh hay sao đó. Ố cái mặt gương của nó các anh chị, ố nhẹ xung quanh cái đáy nồi á, nhẹ xung quanh đây thôi ha, ngoài ra thì trời không có ha. Em này công suất 1400 nè, điện 100 nha, và em này đắt 2014, cũng là hàng lên China nha các anh chị, hàng China xuất Nhật nha. Em này em bán em này em bán 1,8 triệu mã số 6 cho em nha các anh chị, 1,8 triệu mã số 6 cái bếp này cho em ha. Cái mặt không bị trầy không gì hết, nó chỉ ố giống như là độ nóng á, ta sử dụng rồi nó có ố cái màu thủy tinh thôi ha, ố xung quanh nhẹ thôi, ố nhẹ thì em chỉ báo vậy thôi đó. Em soi cho các anh chị xem ha, đó vậy nha các anh chị. Rồi giá em này là 1,8 triệu mã số 6 cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một số bếp từ đôi nha các anh chị. Em này là thương hiệu Panasonic nè, rất là đẹp luôn, hoạt động ok hết nha các anh chị. Những cái bếp này mình có thể mình ăn lẩu ha, để lên bàn, hoặc là khi mà nhà ít người á, một hai người thì mình xài cái này nó tiện hơn ha. Panasonic nha các anh chị. Em này đắt 2010. Em này hàng nội địa Nhật luôn, không có Made in China trên đây nha, hàng nội địa Nhật nha các anh chị. Em này độ mới rất là cao ha. Cái chui điện nó nằm đây nè. Đây là cọng dây điện của nó nè các anh chị. Cọng dây điện nó mình để vô đây là nó hít vô vậy nè. Đó, nó hít vô vậy thôi ha. Mình không cần phải gắn vô cho nó chặt gì hết ha, để vậy là nó hít vô thôi. Cái bếp này em bán với giá là 1,2 triệu mã số 7 cho em nha các anh chị. Rất là đẹp nha, Panasonic. 1,2 triệu mã số 7 cho em cái bếp này nè. Đưa cái này lên đây coi. Em này là mã số 8 cho em nè các anh chị. Em này hiệu Na nha, Nationa nè. Đó, cái này thì cái bảng nó rộng nha các anh chị. Cái bếp này thì nó đẹp, nó có nhâm nhâm nhẹ ngay đây nè. Đó, nó như thế này ha. Ngoài ra thì cái bếp này, cái bếp bản rộng nè, bản lớn nè. Em này cũng là hàng nội địa Nhật, không có Made in gì hết nha các anh chị, hàng chữ Nhật không nha. Em này thì đắt nó là 2008 nha, và công suất của nó là 1400W. Em này em bán 1,000,000 mã số 8 cho em nha. 1,000,000 mã số 8 cho bếp này cho em nè. Bề dài của nó, bề ngang của nó là 35 nè. Bề rộng là 36 cho các anh chị. Bề này nó còn dài hơn cái bề ngang. 1,000,000 mã số 8 cho em cái bếp này nha các anh chị. Em này là mã số 9 cho em nè. Đó, mặt gương nha. Cái này phím cảm ứng mặt gương nè, hiệu Iris Oyama ha. Cái bếp này thì cái bảng rất là gọn nha các anh chị, nó dẹp mỏng như thế này luôn ha, rất là mỏng nha. Đó. Bếp này là đắt 2019 nha các anh chị, và Made in China nha, hàng China xuất nha các anh chị. Đây mọi người nhìn cái tem là mọi người biết nó hàng nội địa Nhật, hàng xuất Nhật ha. Có số series rõ ràng nha các anh chị. Đắt 2019, điện 100W. Em này rất là đẹp nha. Em này em bán 1,000,000 mã số 9 nha các anh chị. 1,000,000 mã số 9 cho em nè. Bề rộng 30 nè, bề bề
bề dài bề ngang 30, bề dài nó là 27 nha các anh chị. 37 nha. Em này 1 triệu mã số 9 cho em nè. Tiếp theo em này là mã số 10. Em này hiệu như thế này nè các anh chị, xanh so nè. Đó. Nút trắng ha. Có hiển thị số. Cái bếp này còn rất là mới và đẹp luôn ha. Mặt gương nha các anh chị, mặt nó rất là đẹp luôn. Đây. Công suất của nó là 1300W nha. Và hàng đó cũng là hàng China nha các anh chị, máy in China xuất Nhật ha. Đó, điện 100W. Em này đát của nó là không thấy đát ta. Em này em không thấy nó để đát nha các anh chị. Đó, còn rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Hoạt động ok hết. Cái vị này cũng rất là đẹp luôn. Cái bếp này em bán 1 triệu mã số 10 nha các anh chị. 1 triệu mã số 10 hiệu Samsung ha. Bề ngang của nó là 32, bề dài nó là 38 nha các anh chị. Đó, mã số 10 cho em nha. Giá 1 triệu nè. Cái chui của nó cũng vậy luôn ha. Cái chui điện thì giống nhau nha các anh chị. Rồi tiếp em theo em này mã số 11. Em này cũng là thương hiệu iFeel nè các anh chị. Đó, mặt gương ha, phím cảm ứng nè. Mình chạm nhẹ vào thôi là nó hoạt động thôi ha. Em này công suất là 1400 và đát 2013, cũng là made in China nha các anh chị. Đây, dây điện nó nằm đây nè. Cái bếp này rất là đẹp luôn ha. Mặt gương. Bếp này em bán 900 mã số 11 cho em nha các anh chị. 900k mã số 11 cái bếp này cho em nè. Rồi, em này là mã số 12 cho em nè, cũng là mặt gương ha, phím cảm ứng nha các anh chị. Em này thương hiệu của nó. Em này không thấy thương hiệu ta. Em này không thấy thương hiệu của nó là gì nha các anh chị. Đó, phím cảm ứng như thế này luôn. Rất là đẹp luôn nha. Em này thì cái bếp này rất là đẹp, mau soi lắm nha các anh chị. Công suất là 1400, điện 100 nha. Và đát của nó, những em này thì em không thấy để đát luôn, cũng là China xuất Nhật nha các anh chị. Đây, độ mới rất là cao luôn ha. Mặt gương, cái viền này màu xanh xanh rất là đẹp luôn nè. Cái này em bán 1 triệu mã số 12 cho em nha. 1 triệu mã số 12 cái bếp này cho em nè. Cái này có bề dài và bề ngang thì nó hơi nhỏ ha. Bề ngang nó 28 nè, bề dài của nó là 36 nha các anh chị. 1 triệu cho em mã số 12 ha. Rồi tiếp theo một cái em bếp này, cái mẫu mã của nó rất là lạ và đẹp luôn nha các anh chị. Phím cảm ứng ha, nút nhấn như thế này luôn ha. Phím cảm ứng đây. Mình nghiêm lên nó cháy đèn, hiện lên màu đỏ rất là đẹp ha. Cái bếp nó kiểu vậy nè các anh chị, kiểu rất là đẹp luôn ha. Em này thì hàng nội địa Nhật, không có thấy để made in gì hết, toàn là chữ Nhật thôi ha. Công suất là 1300, điện 100W và đát của nó là 2015 nha các anh chị. Đây, dây điện nó nằm đây ha. Kiểu rất là đẹp luôn nè. Em này em bán 1 triệu mã số 13 nha các anh chị. Bề dài của nó là 33, bề rộng ngang là 32 ha. Đó, 1 triệu cho em nè, mã số 13. Tiếp theo em này mã 14 nha các anh chị. Em này cái mã, cái thương hiệu nó nè các anh chị. Đây, clean gì đây nè. Có màn hình hiển thị ha. Cái này là dây nó dính liền như thế này nha các anh chị. Em này thì đây, hiệu Kozumi đây nè. Em này cũng là hàng China nha, đát 2016 nha các anh chị. Điện 100W và công suất của nó là 1400 nha. Rất là đẹp nha các anh chị. Những em biết này, hàng em vệ sinh sạch sẽ rất là đẹp và test ok ha. Em này em bán 700k mã số 14 nha các anh chị. 700k mã số 14 nè. Em đo bề ngang rộng 30 nha, bề dài của nó 36 nha các anh chị. 700k mã số 14 cho em nha. Tiếp theo
em biết này, mã số 15 nè các anh chị. Đó. Nút nút nhấn ha. Đi ha. Mặt gương nha. Và em này công suất của nó 1400, đá 2017 nè. Đó. Thì em này cũng là hàng China xuất nha các anh chị. Dây điện nó nằm đây, có đủ dây điện hết nha. Em này cũng rất là đẹp nha mọi người. Em này mặt gương luôn ha. Và em này em bán 700k luôn, mã số 15. 700k mã số 15. Hôm nay là em sale bếp từ rất là rẻ luôn á. Tiếp theo em này mã 16. Em này thì cũng rất là đẹp luôn nha các anh chị. Em này thương hiệu của nó đây nè. Thương hiệu nó đây nha các anh chị. Mặt gương rất là đẹp luôn. Đó, em này thì công suất của nó cũng là công suất của nó là 1300, điện 100, hàng China xuất Nhật nha, và đát của nó là 2010. Cái bếp nhìn nhìn bên ngoài rất là đẹp, nó có vân vân giống vậy nè các anh chị, nhìn rất là đẹp ha. Cái bếp này em bán 700 luôn, mã số 16 cho em nha các anh chị. 700k mã số 16 cái bếp này cho em luôn nè. Tiếp theo em này mã số 17 nha các anh chị, màu trắng rất là đẹp luôn ha. Đây, em này hiệu Sanjo. Hiệu Sanjo nè, có màn hình hiển thị, có nút nhấn ở đây ha. Cái mặt có vân vân rất là đẹp luôn ha. Tất cả đều là điện 100 hết, cái này dây nó dính liền như thế này luôn nha các anh chị. Hiệu Sanjo nè, công suất của nó là 1400, hàng máy in China xuất luôn nha, và đát là 2010 nha các anh chị. Đó. Em bếp này em cũng sale 700 luôn nha các anh chị. Bếp này em cũng sale 700 mã số 17 luôn nha. Em sale nó 700 mã số 17 cái bếp này cho em luôn nha các anh chị. Rồi, em này mã số 18 nè. Cái màu trắng rất là đẹp luôn ha. Em này thương hiệu nó đây nè các anh chị, Nationan ha. Nút nhấn nè. Điều chỉnh nhiệt độ ha, nhiệt độ cao tối đa nó là 180 nha. Cái bếp này nó rất là nặng tay luôn nha các anh chị, rất là nặng luôn ha. Đây, để em soi công suất nè. Công suất của nó là 1200W, điện 100W nha. Rất là dày và nặng. Đây, dây điện của nó nằm ngay đây ha. Em này thì em bán 700 luôn, mã 18 nha các anh chị. 700k mã số 18 cho em luôn ha. Rất là dày và nặng nha. Những em biết đời cổ như thế này chứ sử dụng rất là bền luôn nha mọi người. 700k mã 18 cái bếp này cho em nè, hiệu Na ha. Bếp này mã 19 nè, hiệu Yamagen nha các anh chị. Mặt gương luôn ha, phím nhấn nha. Cái bếp này em cũng bán 700 luôn, mã số 19 cho em nha các anh chị. 700k mã số 19 cái bếp này cho em luôn ha. Em này là công suất của nó là 1400, đát 2014 nha. Và hàng cũng là máy in China xuất nha các anh chị. Mặt gương rất là đẹp, mặt gương thì mình vệ sinh rất là dễ dàng ha. 700 mã số 19 cho em nè. 700 mã số 19. Cái này cũng giống như cái đó luôn, nhưng mà nó mặt đen toàn bộ ha. Cái nãy thì trắng đen ha, cái này thì đen toàn bộ. Cái này em cũng bán 700 mã số 20. Ủa, cái này em bán 500. Cái này em bán 500 lý do là cái mặt gương của nó các anh chị, nó có bị giống như hàng ta xài rồi, nó bị ngã màu, giống như là nó bị có màu á các anh chị nè. Nó có màu màu xung quanh cái bếp á, mặt gương á, mà khi mà đổ nóng nhiều quá thì nó có màu màu giống vậy nè. Đó, do người ta sử dụng nhiều lần ha. Cái bếp này vẫn hoạt động bình thường, không vấn đề gì hết ha. Em sale cái bếp này 500k nè, mã số 20 cho em nha các anh chị. 500k mã số 20, công suất 1400 và đá 2016 nha. Cũng là made in China xuất Nhật nha. Đó, 500k cho em mã số 20 nha các anh chị. 500k mã số 20 nha.
mã số 21. Em màu trắng này cũng rất là đẹp ha, trắng muối tiêu nè các anh chị. Đó. Em này thương hiệu của nó là Toshiba. Kiếm nhấn nè. Đó, mình nhấn vô vậy ha. Rất là dày và nặng luôn nha các anh chị. Những em này đời cổ nè, rất là nặng luôn ha. Em này Toshiba, công suất là 1400, điện 100 nha. Em này là hàng nội địa Nhật, không có mark in gì hết nha. Đây các anh chị xem cái chữ Toshiba nó là các anh chị biết hàng nội địa Nhật liền ha. Rồi em này em cũng sale nha, 700k mã số 21, 700k mã 21 cái bếp này cho em ha. Đẹp không bị lỗi làm gì hết, rất là đẹp luôn nha các anh chị. 700k mã số 21. Tiếp theo em này mã số 22. Đó, mã số 22 ha. Thương hiệu của nó là Mitsubishi nha các anh chị. Nút nhấn ha, có hiển thị màn hình. Rất là đẹp, không bị lỗi làm gì hết. Này, em này cũng là hàng nội địa Nhật, không có để mark in gì hết nha các anh chị. Em này thì công suất nó 1400 nha, và đát 2003. Em này thì nhỏ gọn nha các anh chị. Em này em bán 700 luôn, mã số 22. Bề ngang nó 28 nè, bề dài của nó là 34 nha, 35 nha các anh chị. 700k mã số 22 cái bếp này cho em ha. Em này mã số 23 cho em nè. Mã số 23 nha các anh chị. Em này thương hiệu, không có thấy thương hiệu gì hết. Đây. Công suất là 1400, đát là nhiêu ta không thấy nè. Không thấy để đát nha, không thấy đát nha các anh chị. Và hàng mắc in China xuất nha. Đó. Những đồ này thì đa số nó là China nha, cho nên anh chị đừng có ngại là nó là China vì xài công cái chất lượng không tốt ha. China này là chất lượng nó như chất lượng Nhật nha các anh chị. Cái này em bán 700 luôn, mã số 23 cho em nha các anh chị. 700k mã số 23 cái bếp này cho em luôn ha. Cái bếp này có chiều dài nè. Dài của nó là 36, bề rộng 28 nha các anh chị. 23 nha, mã số 23, 700. Em này mã số 24 cho em nè các anh chị. Đây, em này thì thương hiệu của nó là Hitachi nè. Nút nhấn ha. Và ở đây có hiển thị màn hình. Còn rất là mới và đẹp luôn ha. Đây. Công suất của nó là 1350W nha, và đát của nó là 2000, năm 2000 ha. Không thấy để mắc in gì hết nha các anh chị. Đây, cái tem đỏ luôn ha. Rất là đẹp nha các anh chị. Cái bếp này rất là đẹp luôn. Cái bếp này em bán 900k mã số 24 nha. 900k mã số 24 cái bếp này cho em nè. Tiếp theo em bếp này hiệu Tifan nha các anh chị. Bếp này hiệu Tifan ha. Có màn hình hiển thị, nút nhấn nè. Mặt nó vẫn còn mới đẹp nha các anh chị. Tuy nhiên thì cái viền này có trầy nhẹ nè các anh chị. Nè em soi về cho các anh chị mình xem ha. Nó có trầy nhẹ ha. Cái viền bạc này nó có trầy nè. Đó. Đây mặt sau đây ha. Em này thì công suất của nó là 1400 luôn nha các anh chị. Và em không thấy để đát nha. Hàng mắc in China xuất nha các anh chị. Hiệu Tifan. Rồi cái này em cũng bán với giá là 700 nha các anh chị. 700k cho em luôn nha, mã số 25 nha. 700k mã số 25 cái bếp này cho em luôn à. Rồi em
56 cho em nha các anh chị, mặt gương nha, thương hiệu nè. Đó thương hiệu này ha, ti gì thì ti bill pin gì đây nè. Nút nhấn nha. Mặt gương luôn nha các anh chị. Đó cái kiểu nó cũng ngộ quá ha. Em này thì công suất của nó là 1.300. Hàng máy in China xuất nha các anh chị. Không thấy để đáp nha. Nó có bốn cái chân như thế này ha. Em này em cũng bán 700k mã 26 cho em nha. 700k mã 26 cái bếp này cho em nè. Em này mã 27 nha các anh chị. Đó, thương hiệu nè, Cooking gì đây nè. Nút nhấn nha mọi người. Có hiển thị đồng hồ ngay đây. Xung quanh đây nó là cái màu nó ngã, màu nó vàng như thế này nha các anh chị. Đó, màu nó vàng vậy ha. Cái kiểu nó vậy á. Đây, em này thì công suất của nó là 1.300, điện 100, đáp là 97 nha. Không thấy để mắc in gì hết nha các anh chị, không có mắc in ha. Em này em sale 600k mã số 27 nha các anh chị, 600k mã số 27 ha. Em này cũng rất là đẹp luôn nha. 600k mã số 27 cho em nè. Rồi tiếp theo em này mã số 28 nha các anh chị. Đó, em này thương hiệu Joy Rusi nè. Thương hiệu Joy Rusi ha, có màn hình hiển thị nút nhấn nè. Cái bếp này thì nó đẹp ha nó chị. Cái này thì đây. Đáp 2013 luôn nha các anh chị, hàng nội địa Nhật. Ủa em này thì em thấy nè, nó có để máy in China ha, China xuất Nhật nha các anh chị. Công suất là 1.300. Điện 100, đáp 2013, hiệu Joy Rusi ha. Em này rất là dày và nặng nha. Em này nó có một cái lỗi nè các anh chị. Dây điện nằm đây ha. Nó có một lỗi là nó nằm ngay đây nè. Giống như nó bị xém lửa các anh chị. Nhưng mà nó chỉ bị bên ngoài da thôi, không có bị sâu ha. Nó chỉ bị nhẹ một bên gì thôi ha. Không có bị sâu nha các anh chị. Đây, nó bị nhẹ bên ngoài thôi, không ảnh hưởng gì hết ha. Cái mặt trước thì rất là đẹp luôn này, nó chỉ bên hông thôi ha. Em này thì rất là dày và nặng, hiệu Joy Rusi luôn nha các anh chị. Em này em sale mà 600k mã 28 cho em cái bếp này nè. 600k mã 28 cái bếp này cho em ha. Còn cái này em lên hết cho các anh chị mình xem luôn nha. Em này hiệu Tu Bia nè các anh chị. Tu Bia quay gì nè. Các anh chị xem đọc phụ em nha. Đây nha các anh chị. Cái kiểu nó còn rất là mới đẹp ha. Đây em này nó để nè. Công suất của nó là 1.300W nè, điện 100 nha và đáp là 95 nha các anh chị. Tát của nó đây ha. Ở đây là thông số kỹ thuật của nó nè. Cái này không có mắc in nha các anh chị. Không mắc in gì hết ha. Không mắc in gì có nghĩa nó là hàng nội địa Nhật. Còn mắc in gì thì China hay gì thì đó là hàng xuất nha các anh chị. Em này em bán 700k mã 29 cho em nha. 700k mã 29. Và bây giờ đến đây là video của em đến đây là kết thúc nha. Anh chị nào thích sản phẩm nào bên em thì cứ gọi để mình chốt đơn nha các anh chị. Rồi em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video của em ngày hôm nay nha. Rồi em xin chào ha.